บัดมีโยมมุกนักนี้จมจมยมบลองเตียนเฮ้ยในขนมปิโต้คราสแมนเวียต่อผิดเวียยืนเตียนต่อผิดเวียมาดิจังเวียมุนบันเทอร์จะได้ยนมุดนะจะได้ยนนักพูดนะอ่าแล้วยมมาเทอร์จะวาลวาลไปยังไงอ่าแล้วเวียนี่คือยมมาเทอร์สลาเฮียนเออ mỗi khoa mỗi ọt mà em ơi ngóc một phơi sẽ là hiến như ngày chấn nhóm thời ca áp lọc lê đi lọc lê nè ta hả lấy nhóm ca áp lọc lê nắng nè lọc nó ui mà phây mùi bà lọc ngọt bay thôp cả đặt bấy lấy nhóm lật áp lọc nè là hiện nhóm trong thư gặp lẫn nhưng mà lẫn nó về xong mà họ phải không trực ban mà nó hơi mau chân chân ấy ừ hay bị lẫn lắm tới chứ bây giờ nhóm mình mùi à mình mùi sẽ bờ đi mà đây nè vô tập bắt cho ở giờ bắt cho chụp luôn mới xin cái lô min và mạng tiết ở đây ở hai học bà lọc nữa nè chân nhóm thấy ca ra à bà lọc nữa nè đó có em phải bị bà lọc ừ ta chứ ngờ mỗi khát bê dưới nhóm xong xà là nâng mà đòi tới đã tám lời dương sủa chiên à lời nhung bán chân với tàu bay rồi bay thầm lớn ngay ta sẽ lại hiện dương của son nên nè son nè lâu vậy chồng nhung họ lại son khơi son cả đá này đó son ấy được son là cái này mỏng son này nâng hay to cho người ấy mở ghê mà chết đi ai nà ăn men crashing thì bỏ thầy thơ tóc ra mệt cả rồi thôi có cho mà chia sẻ phong mà muốn đặt nhà với tàu muốn muốn việc prel rồi mà đang thử mệt đại việc prel chân giúp sự khâm thảo với tàu đi ăn prel chứ dễ chớ cả xin nhà nắng cả mà bạn bút đom thamò thamò nhưng mà tục này nè gặp anh đang thơ toàn được em cho chơi em xin cho ngàn ăn mê này hay hay hot hot yu nó mà khăng ngày khăng ngày khăng sao vậy mà vui ngọt ta ôi mà xí sạch nè nhưng mà xí sạch hộp sạch mà xí ô bốn nó bị chlong cả mà spin nữa giờ chlong cả spin lần tiếp ấy cần lôi mà lại đã khó lỗ nhẹ
ូស្មានគាត់ចូលដេកទៀតឲ្យសូមប៊ីខាំងាប់នេះតោះណោះតោះហើយយើងខ្ញុំធ្វើដាច់យប់ហ្មងអត់នេមើលបាញ់ឯងអីឡើងផាងអត់ឯងទៅចិត្តវាខ្លាចទៅខ្ទុំងក់អោខ្លាំងឯងឯងកប់អត់វិញទួលអឺបានប៉ុណ្ណឹងតោះចឹងយើងខ្ញុំបន្តធ្វើខាងក្នុងទៀតបងប្អូនអ្នកនេះបន្តធ្វើទៀតអឺខ្ញុំតិចមកប៉ុណ្្នឹងបានក្រានេះហើយនេះតោះអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានេះទៅដាក់សាលាតាលឹងដាក់លូឆាតាដបទេដបគ្រាន់នេះទៀមទៀមអីទៀតអមបញ្ហាធ្វើតហើយដាក់នេះយូជួយ like ចុច subscribe និងបើកសញ្ញាដឹងម្នាក់មួយផងចឹងសូមអរគុណសូមរំលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ